À, xin giới thiệu đến quý vị và các bạn, đây là mô hình nuôi lươn đồng sinh sản trên đất ruộng của anh An, xã Vĩnh Phú Đông, huyện Phước Long. Anh An nuôi lươn đồng sinh sản trên đất ruộng là anh An thu con chứ không phải thu trứng như các mô hình khác bà con thường hay thực hiện. Nghĩ nó nhỏ rồi. Nhúm vậy là thấy cái chục con rồi, mấy con. Ủa, trong cái hồ này nó có bao nhiêu con đẻ mà thấy với cái con thấy nhiều quá vậy anh? Này em thả 190 con. À, 190 con mà cũng có cái này cũng dày dữ ha. Vậy là nó đẻ cái này là khoảng bao lâu rồi? Nó đẻ trong Tết, hồi hồi cái lúc 27 28 Tết đó, thì nó nở con rồi. Mà em không có thu về bữa nay nữa thì tầm nó nở con cũng tầm nửa tháng rồi. Rồi hồi lúc hai mấy Tết là em giới thử bốn bể bên kia là con đen luôn rồi đó. Con nó nở cũng cả chục ngày rồi. Tính ra là con giống này là từ lúc đẻ tới giờ là tháng mấy rồi đó hả? Nó bằng mình ương cỡ tháng lương nó mới lên cỡ này. Lấy như vậy là khoảng mấy ngày mới xong hả? Cái này cũng mấy ngày à? Hai cái thằng lấy còn em vợ một tiếng nữa. Dự kiến là một cái hầm này khoảng nhiêu mét vuông ta? Hầm này hai mấy mét Hả? mười dài 12 thì hai mấy mét Đâu có cái mương này nè, cái mương này nó có nhiêu đâu. À, cái mương hả? Ờ. Mương này dài 12 mà bề ngang này có 7-8 tấc bảy thì tấm tấc bảy tấc thì khoảng chưa tới 7-8 mét vuông chứ gì ha. Thả trong ngoài con hả? Ngoài con nó vô bờ nữa. Như vậy nó đẻ đâu có hết phải không, số lượng nó đẻ đâu có nhiều. Theo em thì cái đợt này mình vớt nó với cái hầm này khoảng bao nhiêu số lượng con? Hầm này số lượng chắc cỡ ngàn ngoài hả? Cỡ ngàn ngoài 2.000 À. rồi mình nhỏ số lượng nhiều bé thì nó cũng được vài chục ngàn giống. Tính ra là cái số lượng tỷ lệ mình thu con này nó đạt được khoảng nhiêu phần trăm? Cái này so ra mình thu trứng thì nó mất ở 30-40%, nhưng mà mà vô là nó an toàn luôn rồi. chắc ăn hơn phải không? Dạ. Còn cái mình thu trứng vô thu cái lượng thì nó nhiều nhưng mà nó hao dần, tới khi cỡ lương cỡ này thì nó cũng hao vài chục phần trăm rồi. Tùy theo chỗ có chỗ nhiều hết, đâu có hết luôn. Nó đâu có ở đều chỗ có chỗ không. Cái này chắc bèo tai chuột phải không, gọi là bèo tai chuột phải không? Bèo tai tưởng gì đó. À, tai tưởng. Tai chuột thì loại nhỏ hơn. Loại này nó lọc nước đồ tốt lắm mà. Ừ, nó cũng lọc nước. Mà tạo cái này tạo cái giá thẻ này cho mấy con lươn nó rút con này cũng hay nè. Cái thẻ bằng bèo đó. Có đấy chứ. Có một số rồi. Cái này lấy quen rồi mới biết chỗ nào có chỗ nào không đúng ha. rồi. Thường là nó tập trung hai đầu chứ hả? Có khi chính giữa nhiều, có khi hai đầu nhiều, nhầm mưa rồi mình thu hết mà để nó chỗ nào cũng ấy rồi, nhưng mà tại thu quay nè, kiếm chỗ nào tiện tiện rồi coi có nhiều không mình. Đây là cái kỹ thuật thu lươn giống của anh An. Đây là một trong những cách làm mới thu dịp thu lươn con như thế này, thì sau khi mà thường dưỡng lên thì nuôi rất là đạt, số lượng nó ít, rất ít, hao hụt. Nó chỉ hao hụt ở ngoài này thôi, vô đưa vô nhà nó hết rồi. Nó hao là nó hao do bố mẹ ăn á, rồi khi mình đem vô thì nó ăn chùm chỉ à mầm luôn rồi, hao đâu hao nữa. Cái này đem vô vệ sinh diệt khuẩn rồi rồi thả trùng chỉ vô là quất rồi. Cái này khoảng bao lâu là mình bà xuất bán được ha? Cái này tầm tới trên tháng là nó vô xe ngàn là mấy xe một mấy
ngàn không? Hả? Vô chơi nuôi tháng nữa là khoảng xây ngàn á. Hả? Vô xây ngàn à, vậy hả? Dạ. Nhưng mấy số con bự này là ăn trùng quế được rồi nè. Ừ. Cái này An nói là nó khoảng cả được tháng rồi đó hả? Cái này nếu mà mình vô mình ương trứng là tầm cỡ tháng nó mới bằng lương này. À, nhưng mà thực tế là con lương này nó được tháng chưa hay là 3-4 tuần thôi? Ê, 3 tuần thôi. Nó chỉ cao hơn lấy trứng tuần phải không? Nó lớn hơn cái con lương mình, tốc độ nó nhanh hơn cỡ 10 ngày. Ừ. Không biết anh Bỉnh hỏi là thay vì lấy trứng rồi lấy con thì cái con này thì so với trứng là nó sao khoảng 10 ngày, 5-7 ngày vậy không? Thời gian lâu thu hả? Ờ, thu so với trứng á. So với trứng cỡ tuần hoặc 10 ngày thu dễ hơn. Chơi cái này hay hơn. Tại vì mình cái kia mình thường dưỡng ăn uống kéo dài thời gian, cái này nó còn tiết kiệm thức ăn cho mình nữa nè. Ờ không? Tháng là nó vô sai ngàn là mình bán cho bà con được rồi. À, thì nó cũng tiết kiệm được cái thức ăn đó chứ. Cái kia muốn lên xe ngàn thì tầm cỡ tháng hay mấy ngày à, lấy trứng ha. Không hơn tầm 7-2 tháng luôn nó mới vô được xe ngàn. Ừ. Ngày vô mấy tháng vô rồi cỡ một tháng à. Tháng nhập thi hay mấy ngày. À. Tại vì giờ nó bự rồi, nó cỡ 4 phân rồi, còn cái kia là kiểu kia nó còn hao hụt nữa. Yeah. Rồi vô. Vô. Đó đi thẳng lên luôn đây, đi đây. Cái này mình rất làm vệ sinh cũng dễ mà. Dễ. Con cử rồi làm cũng dễ. Đi qua nhà cưới một cái. Đó, thấy hàm không? Ủa, mới chết rồi, đây. Rồi gọi ngay luôn nha. À, làm chừng 20 phút mà kiếm được mấy trăm con. Mấy con nó lớn nó chạy ha. Dạ. Rửa nước cho nó sạch một cái. Rồi mấy pha thuốc đưa vô phải không? Chắc dạ. Cũng lấy nước sạch đổi cho nó nước sạch rồi cho mình ngâm khử nó. Ừ. Thì em làm cả ngày vậy đó. Ừ. Rồi chiều cái đầu mới tập trung lại mới đem ra sên. Nói chung là công việc thì nó không nặng lắm nhưng mà nó cũng làm tối ngày. Làm tối ngày. Công phu. Đi sáng tới giờ làm tới khuya luôn á, em muốn ngủ rồi cũng tầm phải từ 12 giờ trở lên mới có thời gian ngủ được. 12 giờ khuya hả? Dạ. Thật có cái đêm thức có đêm ngủ được 3 tiếng 4 tiếng hồ hả? Tại vì nó nhiều thâu, cái mới vô, cái lương bán được, rồi cái lương thịt. Ừ, đáng cái chăm sóc khác. Làm cái chút 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 vừa quay lại tới hết ngày. Rửa thẳng trong giòi vậy luôn hả? Nó có... Dạ. Xứa chày xước nó không? Không sao. Giọt nước nó mạnh. Cái lúc mình phu mà tu nở con mà tu mổ đó thì mình rửa vậy đó, mình mở cái giòi nhẹ lại. Ừ, mở cái giòi nhẹ. Thấy cái này nó hơi bự rồi. Ờ, bây giờ mới quay thấy đẹp. Ồ, bây giờ đẹp rồi đó hả? À, bụi bặm. Sinh bụng bây giờ vô đây là con lươn trở thành là dịch mũ giờ lên thiên nga rồi. Tầm 400-500 á. Ôi, nhầm con 400-500 luôn hả? Ôi, dòng con nó lớn dữ bạn ơi. Ừ, giá lương năm nay đọc. Sao bạn? Dạ. Giá lương năm nay sao? Cái lương do cái dịch bệnh con lương thịt nó rớt á. Ừ. Con giống cũng rớt theo luôn. Rồi lúc em mới làm là con 7.000 mà không đủ giống giao nữa. Là lỗi sai nhiêu? Sai 500 đó. Ừ. Dạ 500 còn có 4.500 à. Ừ, xuống dữ rồi đó hả? Dạ. Cái này là bao lâu nữa mình mới xuất bán được? Cái này cỡ tháng nữa vô xe ngàn. Ừ. Cái này đưa vô máy chứ mà anh cỡ được chưa? Cái này chưa, còn phân tay. Mấy con lớn này thì nó mình dứt bằng tay thủ công luôn thế. Mình lọc 10 con thôi. Mình lọc bằng khay thì nó đâu có được nhiêu đâu. Ừ. Mấy con bự đó, mấy con à. Ham lắm làm quay qua cái vụ vớt lương lớn này thì
cái đầu con nó ít nhưng mà nhìn thấy ham, cái con bự á. Ừ. Cái con nào là chắc con đấy, còn trứng thì nó cũng phải thuộc vào quá trình ươm. Con nó mấy phần hết trơn. Vì vớt giá mấy chục bể cho nhầm kia cả ngàn con xây ngàn vậy. Lâu lâu cái nó dính một bể, nó dính vậy, vài trăm, vài chục, năm mấy chục bên ngoài ví dụ vậy. Yêu điên của thị xã thì nắm chừng nó mấy giọt vậy đó. Nắm chừng mấy giọt gì nè. Một lần thì lấy cái ống chích hút, còn bây giờ làm nhiều lần quá để mình quen cái tẩm đó. Chỉ nhỏ giọt là tính liều lượng được rồi phải không? Lúc đầu xài thì mình sợ nó quá liều rồi nó chịu không nổi rồi. Giờ mình quen cái liều nó cỡ nào rồi đó. Mình đổ đại vô luôn vậy hả? Ừ, đổ đại vô đó rồi bỏ oxy vô chờ chạy cho nó khỏe rồi cái. Ờ đúng rồi, cho oxy khỏe là mình mới có lượng cái phân thở ra phải không? Dạ. Cái này thường thường cắm rồi chạy oxy cỡ bao lâu mới đưa vô trong kia? Thường thường lắm làm cả ngày á. Tại mình đi thu rửa xong rồi nè, cái mình đi thu tiếp. Ủa cái điều điên gì mình để lâu cũng được không sao phải không? Được à. Cỡ ngày không sao đâu. Quá hay rồi. Rồi thường vậy đó, em vô em rửa cái được cỡ ngàn hai ngàn gì đó. Ừ. Cái đồ em đi ra ngoài em thu tiếp rồi tới chiều á, chiều vô cái đồ mới em để vô bằng cái kênh chứ không phải bằng cái thau này. Làm thu vô vệ sinh xong cái em đổ ra cái kênh tại cái lượng nhiều. Còn này ra vớt có chút xíu rồi chừng 20 phút rồi mới nghe lại, giờ mình vô chứ không lẽ vớt hoài. Để đợi ngàn mới vô. Rồi đi vô đổ ra. Tính ra một đợt vớt thì là bao nhiêu ngày tổng số nhiêu? Một lần vớt giáp rồi cũng cỡ mười mấy ngày cái mình tính ra từ lúc bắt đầu vớt tới mười mấy ngày quay lại, đây quay lại đẻ hai tuần cái nó vớt nữa lại. À, đợt rồi em thu giáp quay lại là nó đẻ nữa rồi đó. Rồi không có tu trình được luôn đó. Ừ. Thấy nó đẻ rồi đâu dám tô hư rổ. Tại vì em vớt qua cái là hết mười mắt hết mười mấy ngày rồi. Dạ. Hồi đợt rồi vớt có mình tới 18 ngày mới giáp. Giáp là chuẩn bị nó đẻ nữa. Dạ, quay lại gặp ổ đẻ rồi mình thu luôn. Ừ. Thu 4 bể bên này được đâu tầm 3 ngàn con vậy đó. Ừ. Thì em tu trình được 4 bể đó rồi. Cái số này bỏ luôn tới giờ nè.